Mỗi lần mà các mình nghe một cái chuyện gì đó, một ai kể với mình á, nghe là tiêu cực, mình kêu dừng, dừng ngay tại đó liền. Bắt đầu mình tăng tần số của mình lên, gửi ánh sáng vô câu chuyện đó. Rồi kể tiếp đi. Là câu chuyện đó nó chuyển một cái ngoạn mục luôn á. Đừng có cho họ đưa những cái tiêu cực ra. Giống như là chuyển là bắt đầu cái tâm mình nó khác, là câu chuyện của cái người đó kể với mình sẽ khác liền đó, là đang độ được người đó luôn đó. Còn bằng tiêu cực luôn là không cứu được ai, không cứu được bạn luôn nữa. Bạn thấy được cái sự thật nó chuyển được như vậy á, thấy được vô thường rồi nghe. Mà tự do trước vô thường kìa mới có lực, mới có ánh sáng. Còn cái tâm mình còn thật, các pháp thế gian này quá, cái gì cũng kéo mình, chao đảo mình được hết trơn á, không có kim cam, không có vững chắc, không có giải thoát. Trời ơi, lần nào cũng vậy. Nghe kể câu chuyện rồi, khoan khoan, tại biết cái người này có cái thói quen hay tiêu cực phải không? Không trả lời, cái người đó không có tu, không trả lời, không phải là không bao giờ mở máy. Bắt đầu tập thể dục rồi này nọ xong, cái năng lượng bắt đầu cân chuyển hóa được những cái năng lượng đang hướng về mình rồi đó, bắt máy rồi, nó chuyển, bạn chỉ cần chuyển cái năng lượng, bạn câu chuyện nó chuyển chuyển liền. Vấn đề là bạn không có sức chịu, bạn không có sự đủ cái sự mà giải thoát khỏi cái tâm của bạn. Bạn cứ thấy cái chỗ đó nó quan trọng như thế nào. Vấn đề là một số các bạn là chưa có cái lực giải thoát thì đời sống của bạn, bạn sẽ học cho đến khi các bạn thấy ôi trời ơi, Đức Phật nói thế gian là khổ, không có tìm hạnh phúc ở trong đây, không tìm một cái chỗ hạnh phúc của giải thoát á, thì lúc đó bạn giải thoát, bạn tự do, cái hạnh phúc của bạn nó nâng tầm lên. Mọi thứ bạn làm trong cuộc sống mà không có hương vị nào mà hương vị bằng hương vị của trí tuệ. The taste of Dharma is the best of all taste. Hương vị của trí tuệ là hương vị tuyệt vời nhất trong tất cả mọi hương vị. Kiểu bạn tu đúng, bạn sẽ thấy được cái điều đó rất rõ. Mỗi một ngày bạn hành đúng chân lý, bạn thấy một sự kỳ diệu, một sự chuyển hóa, bạn thành những con người mới mỗi ngày, từng giờ luôn nữa. Và bạn phải tu ngoạn mục, chuyển một cách ngoạn mục liên tục như vậy. Thì dạo này thì mình cứ nói là giống như là xung quanh mình là toàn là Bồ Tát không, kiểu để mình cho mình thấy chân lý kỳ diệu như thế nào. Thank the universe.